Cô xin chào các em học sinh khối 10 trường Trung học phổ thông Tiên Hưng. Hôm nay cô và các em chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phần trình bày văn bản hay là việc định dạng văn bản trong Word thì sẽ như thế nào. Mời các em quan sát hai văn bản sau. Thứ hai. Quan sát hai văn bản này thì các em thấy được gì? Chúng ta thấy là văn bản thứ nhất thì chưa có sự trình bày nào cả. Đúng nào? Còn với văn bản thứ hai thì cô giáo đã thực hiện các cái trình bày văn bản. Vì vậy mà cái văn bản này thì rõ ràng hơn, dễ dàng cho chúng ta nắm bắt các cái nội dung trong cái văn bản này. Đúng nào? Vậy thì trong soạn thảo văn bản, việc trình bày văn bản làm sao cho người đọc dễ dàng nắm được các cái nội dung này rất là quan trọng. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem vậy thì làm thế nào để chúng ta thực hiện được các cái trình bày văn bản trong phần mềm Word. Chúng ta vào bài hôm nay, nó là định dạng văn bản. Định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng giúp người đọc nắm bắt dễ dàng hơn các nội dung chủ yếu của văn bản. Vậy đây, mục đích khi mà chúng ta viết hay trình bày văn bản đó là để cho nó rõ ràng và đẹp. Rồi chúng ta có thể nhấn mạnh ra các cái nội dung quan trọng và từ đó thì chúng ta dễ dàng nắm bắt được các nội dung chủ yếu của văn bản. Đó là cái chức năng của việc trình bày văn bản. Vậy thì ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu rồi là trong định dạng văn bản thì nó được chia ra làm các cái mức. Đó là mức thứ nhất là định dạng ký tự. Mức thứ hai là định dạng đoạn văn. Và mức thứ ba là định dạng trang. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem vậy thì các cái chức năng, các cái khả năng của từng cái mức này chúng ta sẽ thực hiện nó ở trong Word như thế nào. Phần thứ nhất, định dạng ký tự. Thì để định dạng ký tự, trước tiên chúng ta cần phải chọn cái phần văn bản mà chúng ta cần định dạng. Rồi chúng ta thực hiện một trong các cách sau. Cách thứ nhất đó là chúng ta sử dụng các cái nút lệnh định dạng. Các cái nút lệnh định dạng. Ví dụ như ở đây là các cái nút lệnh định dạng trong Word 2003 thì chúng ta thấy nó nằm ở trên một cái thanh gọi là thanh công cụ định dạng. Thì với các cái nút lệnh trong định dạng ký tự thì chúng ta có gì? Lựa chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu sắc của chữ. Đấy là những cái định dạng cơ bản về trong định dạng ký tự. Và trong thì chúng ta ở đây chúng ta cần chú ý các cái biểu tượng hoặc là các cái vị trí của các cái khả năng này. Ví dụ như tên phông chữ thì chúng ta cũng cần phải nắm được một số các cái phông chữ. Và ở đây các em nhấn vào mũi tên ở đây. Đấy, mũi tên này. Thì nó sẽ sổ ra một cái danh sách. Các em có thể lựa chọn. Chúng ta có thể lựa chọn một trong các cái phông chữ ở đây. Và chúng ta lưu ý là cái phông chữ thì nó phải tương ứng với cái bảng mã. Các em, nếu như các em chọn phông chữ mà lại khác với bảng mã, không tương ứng với bảng mã thì chúng ta khi gõ nó cũng sẽ bị lỗi. Thứ hai là cái phần cỡ chữ này thì chúng ta thấy bên cạnh phông chữ thì chúng ta thấy có một cái số. Không, thì nó chính là cỡ chữ. Và khi chúng ta nhấn vào cái mũi tên ở đây thì các em cũng sẽ nó cũng sẽ sổ ra một cái danh sách để các em lựa chọn. Hoặc các em ở cả hai cái phần này các em đều có thể gõ vào. Ví dụ như chúng ta nhớ được cái phông chữ là Times New Roman thì các em chỉ cần gõ vào chữ T thì nó cũng sẽ có thể đưa ra được cái phông chữ này mà không cần phải tìm. Ở đây thì nếu như mà cái danh sách sổ xuống này chúng ta lại không có cái số mà chúng ta muốn thì các em cũng có thể gõ vào đây. Ở đây là các cái kiểu chữ thì chúng ta có chữ đậm là chữ B hay là bold, chữ I là italic và chữ U này chính là underline, gạch chân. Như nào? Và ngoài ra thì chúng ta còn có một cái biểu tượng đó là chữ A. Phía dưới nó có một cái màu thì đấy chính là cho phép chúng ta chọn màu của chữ. Như nào? Vậy thì đấy là cái thanh công cụ định dạng Word 2003. Vậy từ cái phiên bản Word 2007 trở lên thì sao? Thì chúng ta sẽ thấy là các cái nút lệnh thì nó vẫn
Chúng ta thấy là các phiên bản nó vẫn được giữ nguyên thôi. Đấy, nhưng mà nó nằm ở cái vị trí khác, nó không phải là thanh công cụ riêng nữa mà người ta gọi là các cái ribbon. Ở đây là cái ribbon home. Đấy, và ở đây là các cái thẻ. Đấy, các cái ngăn chứa. Đấy, ngăn chứa phông thì bên dưới chúng ta thấy có chữ phông. Đấy, chúng ta cũng có gì cũng chọn phông chữ, vẫn chọn cỡ chữ bình thường và màu sắc của chữ, kiểu chữ, kiểu gạch chân. Đây chúng ta còn có thể lựa chọn là kiểu gạch chân. Và đây thì nó ở trên thanh công cụ ở cái phiên bản mới thì nó có cả cái chỉ số ở dưới và chỉ số trên luôn. Các cái công thức như là toán học có mũ này thì là chỉ số trên, còn chỉ số dưới thì dành cho các cái công thức hóa học chẳng hạn. Và màu sắc của chữ. Đây thì còn có cả chữ độ bóng này. Rồi chúng ta có thể lựa chọn các cái ví dụ như chúng ta viết chữ thường mà chúng ta muốn viết chữ in hoa, chuyển thành chữ in hoa thì chúng ta có thể nhấn vào biểu tượng ở đây. Đấy, các cái dấu mũi tên này tức là nó sẽ có một cái danh sách để chúng ta lựa chọn. Cái đấy là cách thứ nhất. Vậy cách thứ hai là gì? Chúng ta có thể nhấn vào biểu tượng này trong Word 207 để chúng ta vào cái bảng chọn gọi là bảng chọn phông. Còn với Word 203 thì chúng ta sử dụng lệnh là format và phông để mà hộp thoại phông. Thì các em xem phần này, các em xem sách giáo khoa nó sẽ có cái hình dạng như thế này. Chúng ta cũng có phông, phông size này, size. Đấy. Thì chúng ta cũng nó cũng tương ứng, các em có thể xem thêm ở sách giáo khoa. Sau đây thì cô giáo sẽ tiến hành làm mẫu cho các em ở trên một cái file Word. Đây, cô giáo có file Word đây rồi. Thì cô giáo đã nhập vào văn bản trước rồi. Vậy bây giờ cô giáo sẽ thực hiện các cái định dạng ký tự để các em theo dõi. Đầu tiên thì cô giáo sẽ gì? Chuyển cả cái văn bản này sang phông chữ là ở đây nó đang là Calibri. Cô giáo không muốn cái phông này chữ nữa thì cô giáo có thể chọn một cái phông chữ ở đây. Đấy. Cô giáo không thích những cái phông này thì cô giáo nhớ tên là Time thì cô giáo gõ vào đây. Time New Roman. Trên nào? Các em nhấn Enter để nó áp dụng. Tiếp theo là đây, ở đây cô giáo có cỡ chữ. Đấy, cỡ chữ ví dụ như ngày 2, 14 thế nào. Đấy, ví dụ cô giáo lại muốn 15 cơ thì gì, cô giáo xóa đi và cô giáo gõ vào đây. Đấy, nhấn vào. Rồi vậy là cô giáo đã xong cái phần chọn phông chữ và cỡ chữ. Tiếp theo thì cô giáo muốn gì, cái chữ đơn sim nhập học. Đấy. Rồi, chữ kính gửi, chữ đính kèm, này có chữ đậm, cô giáo chọn biểu tượng vào đây. Đấy. Giáo được chữ đậm. Rồi. Tiếp theo thì cô giáo muốn gì? Cái chữ kính gửi này. À, vừa rồi cô giáo chọn những cái chữ này ở các cái vị trí khác nhau. Vậy thì làm thế nào để mà có thể chọn được thì các em nhớ là gì nhỉ? Ở phần trước chúng ta cũng đã nói rồi, từ cái phần hệ điều hành đúng không? Thì chúng ta gì? Nhấn phím Ctrl trong khi mà chúng ta lựa chọn bôi đen. Đấy. Dụ như những phần này của cô giáo thì cô giáo muốn chữ là in nghiêng. Rồi, vậy là cô giáo đã thực hiện được các cái định dạng ký tự. Như nào? Gồm có gì? Phông chữ này, cỡ chữ này, kiểu chữ có chữ đậm, chỗ thì gì, chữ kính gửi này thì chúng ta sẽ thấy là vừa đậm vừa nghiêng đúng không? Đấy. Khi chúng ta chọn cái gì thì nó sẽ có cái nút lệnh, nó sẽ được tô đậm hơn đúng không nào? Chúng ta thấy nó sẽ được đánh dấu như thế này. Đấy, chữ khai sinh chúng ta thấy chữ nghiêng, chữ đính kèm chữ đậm. Đấy. Rồi, vậy là chúng ta đã xong phần định dạng ký tự. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu được các cái khả năng định dạng ký tự trong Word. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu các cái khả năng định dạng đoạn văn. Để định dạng đoạn văn thì trước tiên chúng ta cũng lựa chọn đoạn văn. Nếu như với chọn một đoạn văn thì chúng ta có các cách sau. Cách thứ nhất đó là chúng ta đặt con trỏ văn bản vào trong đoạn văn. Cách thứ hai là chúng ta chọn bôi đen một phần đoạn văn bản.
Cách thứ ba là chúng ta chọn bôi đen toàn bộ đoạn văn bản. Vậy thì so sánh ba cách này thì cách nào là cách nhanh nhất? Thì chúng ta xem cái thao tác mà chúng ta thực hiện. Thì với cách thứ nhất, chúng ta thấy là chúng ta gì? Chỉ cần nháy chuột trái lên cái đoạn văn bản đó, bất kỳ vị trí nào. Với cách 2 thì chúng ta gì? Chúng ta lại nháy chuột trái rồi kéo thả nó một phần trên đoạn văn, đúng không? Còn cách số 3 thì chúng ta phải nháy chuột trái bắt đầu từ đầu đoạn văn cho rồi nhấn giữ cho đến cuối đoạn văn để bôi đen toàn bộ. Vậy thì trong ba cách này, cách nào nhanh nhất? Đó là cách số 1, đúng không nào? Cách này sẽ là cách nhanh nhất. Chúng ta chỉ phải nháy chuột trái lên cái đoạn văn đó thôi. Đấy, thì chúng ta lưu ý khi chọn một đoạn văn thì chúng ta sẽ sử dụng cách số 1. Sau khi đã chọn được đoạn văn rồi thì chúng ta sẽ thực hiện các cái khả năng định dạng đoạn văn mà chúng ta đã tìm hiểu trong bài 14. Thì chúng ta có những cách nào để thực hiện? Đó là chúng ta có thể sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ định dạng. Hoặc chúng ta có thể mở hộp thoại paragraph và vào bằng cách là vào format hoặc là vào respond home rồi mở đến paragraph để mở cái hộp thoại này. Cách số 3 nữa là chúng ta còn có thể sử dụng các cái biểu tượng trên thước ngang. Cái này các em xem thêm ở trong sách giáo khoa. Đây chính là các cái biểu tượng trên các cái nút lệnh trên thanh công cụ định dạng. Đấy. Thì chúng ta có gì? Đây chính là biểu tượng căn lề trái. Nút lệnh căn lề trái. Đây là nút lệnh căn lề căn giữa. Và đây là nút lệnh căn lề phải. Đây là nút lệnh căn thẳng hai lề. Và đây là nút lệnh cho khoảng cách giữa các dòng. Đây là khoảng thụt lề. Đấy, thụt bên trái, thụt bên phải. Đấy, sang bên phải bao nhiêu. Và để mở hộp thoại thì ở đây là từ gót 2007 trở lên thì chúng ta sẽ vào mũi tên góc phải chữ paragraph này để mở ra hộp thoại. Và hộp thoại nó có hình dạng như thế này. Trong cái hộp thoại này thì chúng ta lưu ý điều gì? Thì ở đây chúng ta có gì nhỉ? Phần căn lề. Đấy, các cái danh sách ở trong này chúng ta có 4 cái lựa chọn tương ứng với lại 4 cái nút lệnh ở đây. Đây là cái mà chúng ta hay sử dụng. Đấy. Cái thứ hai, đây chính là cái khoảng thụt lề. Đấy. Vị trí của lề trái, vị trí của lề phải. Đấy, chính là khoảng thụt lề. Và tiếp theo, chúng ta có phần khoảng cách giữa đoạn trước và đoạn sau. BC, before tức là đoạn trước và after tức là đoạn sau. Phần special chính là gì? Định dạng dòng đầu tiên. Ví dụ như chúng ta quy định là gì? Khi xuống dòng trình bày thì khi xuống dòng cầu xuống đoạn mới thì dòng đầu tiên chúng ta phải thụt vào một khoảng, đúng không nào? Thì đây chính là cái khoảng mà chúng ta cho thụt vào bao nhiêu. Tiếp theo là line spacing, tức là khoảng cách giữa các dòng. Đấy. Khoảng cách giữa các dòng, nó có dòng đơn, dòng đôi, giống như dòng kẻ chúng ta trong vở, chúng ta có thể gì? Viết bình thường là chúng ta viết dòng một, chúng ta có thể viết thưa ra thì chúng ta cách một dòng, chúng ta lại viết một dòng. Thì đấy chính là dòng đôi. Nha. Đấy. Và khi mà chúng ta lựa chọn các cái khả năng định dạng ở đây thì nó cho phép chúng ta xem nó tác động vào cái văn bản chúng ta như nào ở trong phần preview. Và các em có thể xem và chúng ta có thể tăng giảm hoặc là như thế nào đó để phù hợp. Các cái mũi tên như thế này tức là ở đây là một danh sách chúng ta chọn, còn các cái mũi tên có hai chiều như này tức là chúng ta có thể nhấn vào đây để tăng giảm hoặc là chúng ta cũng có thể gõ trực tiếp vào đây. Đấy. Nào. Và cuối cùng thì các em nhấn vào cái nút OK này để chúng ta xác nhận là chúng ta muốn thực hiện các khả năng định dạng đó trên đoạn văn. Nào. Vậy thì đó là các cái khả năng định dạng của đoạn văn. Thì nó ở trong cái hộp thoại này là chúng ta thấy nó chứa đầy đủ nhất. Và trên thanh công cụ thì các cái nút lệnh nó sẽ có những cái nút lệnh mà chúng ta thường sử dụng
thì nó được chứa trên các cái trên các cái nút lệnh này. Sau đây thì cô giáo sẽ mở file Word lên và chúng ta sẽ ở đây cô giáo sẽ mở file Word và các em chúng ta sẽ thực hiện các cái khả năng định dạng đoạn văn với cái văn bản này. Thì đầu tiên chúng ta cô giáo muốn cho ba cái dòng này căn giữa thì cô giáo sẽ chọn gì ba cái dòng đầu tiên này. Đấy, cô giáo có thể chọn hết như thế này hoặc cô giáo cũng chỉ cần chọn một phần. Rồi cô giáo chọn biểu tượng căn giữa thế nào. Đấy là xong. Tiếp theo cái dòng này cô giáo muốn nó cách so với cái dòng độc lập tự do và cách so với dòng kính gửi thì cô giáo chọn vào khoảng cách với đoạn trước và đoạn sau. Ví dụ như đoạn trước cô giáo cho 12, đoạn sau cô giáo cho 18. Đấy, chúng ta thấy các kết quả luôn, đúng không nào? Tiếp theo thì cô giáo chọn phần này. Đấy, cô giáo chọn này. Chọn nhiều đoạn văn luôn, đúng không nào? Và cô giáo cũng thực hiện là tụt đầu dòng. Đấy, dòng đầu tiên cô giáo đặt. Ví dụ cô giáo để cho 1, khoảng cách là 1 cm. Và cô giáo có thể chọn luôn ở đây. Đấy, đây là đang căn trái, đúng không? Left. Bây giờ cô giáo muốn thẳng hay lề. Đấy, tác động luôn. Đấy, còn với cái đoạn này thì cô giáo cũng có thể gì khoảng cách giữa các cái đoạn nó đều là 6 đi. 6. Khoảng cách của nó với đoạn trước, khoảng cách của nó với đoạn sau. Ok. Đấy, thì chúng ta thấy là gì? Nó sẽ thực hiện luôn các cái định dạng đó. Được chưa nào? Tiếp theo với dòng này thì chúng ta căn lề phải, đúng không? Và nó cũng cách ra so với cái dòng trước là 6BT, dòng sau cũng 6BT, dòng trước 12 đi. Ok. Chúng ta còn ba dòng này, đúng không? Ba dòng này thì cô giáo muốn nó là căn giữa và chúng ta gì có thể nhấn tab nhảy hoặc là chúng ta có thể nhấn đây. Đấy. Ta xem là nó đã giữa so với cái này chưa, đúng không? Và khoảng cách giữa các dòng này thì chúng ta có thể để gì 2 hoặc là 2,5 cho nó giãn ra. Thế nào, đây là khoảng cách giữa các dòng. Vậy là chúng ta đã xong các cái định dạng, các cái khả năng định dạng đoạn văn rất là nhanh chóng, đúng không? Vậy là chúng ta đã tìm hiểu được cách để chúng ta thực hiện các cái khả năng định dạng ký tự và định dạng đoạn văn trong Word. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các cái định dạng trang văn bản. Với định dạng trang văn bản thì chúng ta có gì? Kích thước lề, có trên, dưới, phải, trái, đúng không nào? Tiếp theo là hướng giấy thì chúng ta có hướng thẳng đứng, trang đứng và hướng trang nằm ngang. Đấy. Vậy thì làm thế nào để chúng ta thực hiện được các cái định dạng này? Thì chúng ta có thể vào hộp thoại Page Setup bằng cách là vào File, chọn Page Setup ở cái phiên bản Word 2.3. Còn với phiên bản Word mới thì chúng ta có cô giáo hình ảnh chúng ta nhìn thấy đây. Ở cái phiên bản mới chúng ta thấy là nó nằm trong Ribbon là Layout. Nó cũng có cái ngăn chứa Page Setup. Và các cái biểu tượng tương ứng với lại đây là hướng, đây là lề trang, đây là hướng giấy và đây là khổ giấy. Đấy là các cái biểu tượng các em có thể nhấn lên xuống đây và nó sẽ cho các em chọn. Chọn các cái kiểu tương ứng. Còn nếu như các em muốn mở hộp thoại thì các em lại tiếp vào gì? Tương tự như cái phần trước là chúng ta vào cái mũi tên ở góc phải, chữ Page Setup và mở ra hộp thoại. Với hộp thoại thì nó cũng chứa đầy đủ các cái chức năng, gồm có margin này là lề trang, có lề trên, lề dưới, lề trái và lề phải. Thế nào? Và đây là orientation là hướng giấy, chúng ta có percent là hướng thẳng đứng và landscape là hướng nằm ngang. Và muốn khổ giấy, muốn chọn khổ giấy thì chúng ta phải chọn vào paper. Đấy, và sau khi chúng ta lựa chọn xong rồi thì nó cũng có phần cho chúng ta xem ở đây. Các em nhấn OK để đồng ý với lại các cái lựa chọn của mình. Sau đây thì cô giáo sẽ làm trên Word để các em xem. Đây là cái
các cái lề trang mà cô giáo đã định từ trước, bây giờ cô giáo sẽ thay đổi. Thì với cái phiên bản của cô này thì nó là ở trong cái thẻ page layout này. Và khi các em nhấn vào đây thì các em sẽ cũng sẽ thấy các cái biểu tượng tương ứng vừa rồi. Nó có margin là lề trang, orientation là hướng giấy và size là khổ giấy. Đấy, cô giáo sẽ nhấn vào cái biểu tượng này nhá. Để ra mở ra hộp thoại. Đấy, hộp thoại thì cô giáo đã chọn đây rồi. Thì bây giờ cô giáo lại thay đổi nhá. 2 1. Chỗ này là 1, còn chỗ này thì là 3. Đấy, chúng ta nhìn xem thì nó sẽ tự động nó thay đổi đi, đúng không nào? Kích thước ở trên cô giáo vừa chọn là 2, bên phải là 3, bên trái là 1 và bên dưới thì bên dưới cũng là 1. Thế nào? Đấy, thì nó sẽ có các cái định dạng như vậy. Thế nào? Vậy là chúng ta đã thực hiện xong về định dạng ký tự này, định dạng đoạn văn này, rồi định dạng trang văn bản. Vậy thì trong cái bài này chúng ta cần ghi nhớ điều gì? Thì trong cái bài này chúng ta cần ghi nhớ nhất đó là các cái bước mà chúng ta thực hiện định dạng. Để thực hiện các cái khả năng định dạng thì chúng ta cần bước 1 đó là chọn đối tượng cần định dạng. Bước số 2 đó là chúng ta xác định mức định dạng, nó có thể là ký tự hay là đoạn văn. Bước số 3 là chúng ta sau khi đã sau cùng thì chúng ta sẽ sử dụng các cái khả năng định dạng các cái mức bằng cách là dùng các cái nút lệnh này, hoặc là dùng bảng chọn này, hoặc dùng tổ hợp phím này, hoặc là như đoạn văn chúng ta có thể dùng các cái biểu tượng trên thước ngang nữa. Đấy, có rất nhiều cách, đúng không nào? Các em có thể tìm hiểu ví dụ như là các cái tổ hợp phím chẳng hạn. Đấy, thì các em có thể tìm hiểu thêm. Như ở trong đây thì cô giáo cũng lưu ý cho các em đó là chúng ta cần tránh các lỗi đó là nhấn phím dấu cách để thụt đầu dòng đầu tiên. Đấy, chúng ta rất nhiều em là mắc vào cái lỗi này. Chúng ta có các cái chức năng định dạng rồi, khả năng định dạng rồi và nó có đầy đủ các cái công cụ, chúng ta không cần phải nhấn dấu cách, nó sẽ rất là mất thời gian. Đấy, thứ hai nữa đó là các em cũng thường sử dụng đó là nhấn phím Enter để tạo khoảng cách giữa các dạng đoạn, thì chúng ta cũng tránh đây là lỗi chứ không phải là cách chúng ta thực hiện. Nào. Vậy thì trong cái bài học hôm nay của chúng ta thì chúng ta đã thực hiện các cái định dạng đoạn văn, và hy vọng là sau khi đã học bài này thì các em sẽ trình bày được cái văn bản của mình thật là đẹp, thật là nhanh chóng, rõ ràng và nhấn mạnh được các cái nội dung trọng tâm cho người đọc có dễ dàng biết được cái mục đích mà mình trình bày. Cô xin chào các em.